Phụ nữ sau 40 nên ăn 3 loại thịt, vừa giúp ngừa bệnh, vừa tăng sinh collagen, giữ da căng mịn như gái 20. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, có nhiều chị em phụ nữ chắc hẳn đã từng đọc được những thông tin như là phụ nữ thì không nên ăn nhiều thịt, hay là phải ăn nhiều các loại rau xanh, hoa quả thì mới tốt cho da, cho tóc hay là móng tay, móng chân, có đúng không nào? Tuy nhiên, muốn có được một sức khỏe tốt thì mình cần phải cân bằng giữa các loại thực phẩm với nhau. Không ăn quá nhiều một loại mà cũng không ăn quá ít một loại nào cả. Nếu cô bác sợ ăn nhiều thịt heo không tốt cho sức khỏe thì chúng ta có thể bổ sung thêm những loại thịt khác. Do vậy, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác 3 loại thịt vừa giúp ngăn ngừa bệnh, vừa tăng sinh collagen, vừa giúp cho cô bác khỏe mạnh, lại có được làn da luôn tươi tắn, rạng rỡ và hồng hào. Cô bác nhất định đừng bỏ qua cô bác nhé. Đầu tiên, đó là các loại thịt cá, thịt hải sản. Có bao giờ cô bác thắc mắc là tại sao những người phụ nữ ở Nhật họ lại có được làn da mịn màng và căng bóng đến như vậy không? Đúng là họ có dành thời gian để chăm sóc cho da bằng các sản phẩm mỹ phẩm. Thế nhưng chừng đó thôi vẫn là chưa đủ đâu cô bác, bởi vì họ còn rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, tức là các loại thức ăn, đồ uống họ đưa vào trong cơ thể hàng ngày nữa. Đặc biệt là người Nhật rất thích ăn cá. Họ ăn cá nhiều hơn ăn các loại thịt khác nữa. Cá là một loại thịt trắng mà phụ nữ nên thường xuyên sử dụng. Cá rất giàu protein, axit béo không no, axit amin, canxi, sắt, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác. Tăng cường tiêu thụ cá có thể giúp ức chế kết tập tiểu cầu, thúc đẩy lượng máu, ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn mạch máu. Phụ nữ sau 40 tuổi thường xuyên ăn cá sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, virus, giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa tình trạng tăng mỡ máu. Không những vậy, ăn nhiều cá còn giúp cải thiện trí nhớ và tốt cho não bộ. Cá cũng là thực phẩm dễ tiêu hóa và không tạo gánh nặng cho dạ dày. Ngoài ra, có một lý do quan trọng nữa mà phụ nữ sau 40 tuổi nên ăn cá là bởi vì chúng cung cấp nguồn collagen phong phú. Phần da, đầu và nhãn cầu của cá có chứa hàm lượng collagen cao nhất. Cá biển là một trong những thực phẩm có chứa loại collagen mà cơ thể chúng ta có thể dễ dàng hấp thụ nhất. Các chuyên gia khuyên chị em nên ăn cá 2 lần một tuần, vừa tốt cho sức khỏe, vừa phòng ngừa lão hóa của bác nhé. Loại thịt thứ hai đó chính là thịt gà. Thông thường khi đang giảm cân thì chị em phụ nữ chúng mình thường ưu tiên ăn thịt gà nhiều hơn so với những loại thịt khác, có đúng không nào? Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải công dụng duy nhất mà thịt gà có thể làm được đâu cô bác nhé. Thịt gà giàu đạm nhưng ít mỡ hơn so với các loại thịt khác. Nó chủ yếu có chứa axit béo không no, là một loại thực phẩm lý tưởng cho người trung và cao tuổi, nhất là người có bệnh về tim mạch và mạch máu não. Theo y học cổ truyền, thịt gà có tác dụng làm ấm trung tiêu, bổ khí, tăng cường sinh lực, bổ sung tinh khí, ích ngũ tạng, cường tráng tỳ vị, hoạt huyết thông mạch, tăng cường cơ xương. Ngoài ra, thịt gà còn rất tốt cho quá trình sản xuất collagen trong cơ thể của phụ nữ. Gà có chứa tất cả các amino acid cần thiết để cơ thể con người tái tạo collagen. Một nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ năm 2012 cho thấy rằng phần cổ và sụn gà là vị trí có chứa nhiều collagen, không chỉ giúp đẩy lùi lão hóa mà còn hỗ trợ điều trị viêm khớp. Thế nên cô bác nào đang bị các bệnh lý về xương khớp hay là có người nhà bị bệnh này thì có thể ăn thịt gà, đặc biệt là phần thịt sụn để cải thiện tình trạng bệnh của mình cô bác nhé. Loại thịt thứ ba đó là thịt bò. Nếu cô bác đã từng tham gia tập luyện thể dục thể thao với các huấn luyện viên hay là đến phòng tập thì chắc chắn sẽ đều được tư vấn một chế độ ăn uống, trong đó có thịt bò. Thịt bò thì thường hay được biết tới là có công dụng làm săn chắc cơ bắp, không làm tăng cân lại còn bổ máu nữa. Và đối với chị em phụ nữ chúng mình thì thịt bò còn giúp tăng sinh collagen cực kỳ hiệu quả. Thịt bò có chứa rất nhiều kẽm và đây là thành phần không thể thiếu để cơ thể tái tạo collagen. Hơn nữa, thịt bò còn có chứa 3 loại axit amin quan trọng tạo ra collagen giúp chị em phụ nữ giữ mãi nét xuân. Thịt bò có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, bổ tỳ vị, dạ dày,
giúp phục hồi các tế bào mô bị tổn thương. Loại thịt này có chứa nhiều creatine, là chất cung cấp năng lượng cho cơ bắp. Vì vậy, thịt bò có tác dụng đặc biệt trong việc tăng cơ bắp và tăng sức bền. Trên đây là 3 loại thịt rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của chị em phụ nữ chúng mình. Cô bác nhất định không được bỏ qua nếu muốn có được một làn da căng bóng và tràn đầy sức sống cô bác nhé. Cô bác cũng biết rằng, cho dù là ai thì cũng cần bổ sung thực phẩm lành mạnh và giàu dưỡng chất mỗi ngày để cơ thể được hoạt động ổn định nhất. Tuy nhiên, có một số thực phẩm sẽ được xem là tốt cho phái yếu bởi vì chúng tác động đến một vài hoặc là nhiều vấn đề ở nữ giới, giúp họ duy trì sức khỏe tốt hơn. Và trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác danh sách những thực phẩm tốt cho phụ nữ mà chúng ta nên bổ sung mỗi ngày, cô bác nhé. Đứng đầu tiên trong danh sách này đó chính là quả bơ. Bơ luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu khi phái nữ muốn chăm sóc cho sắc đẹp của mình. Tuy nhiên, không chỉ tốt cho làn da mà bơ còn có chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu, bao gồm cả chất xơ, chất béo không bão hòa và đặc biệt là có lợi cho thực đơn giảm cân. Chất béo không bão hòa có thể cải thiện đường huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim hay là bệnh tiểu đường. Kết hợp bơ với các thực phẩm lành mạnh khác sẽ giúp cho chúng hoạt động hiệu quả hơn. Gợi ý về cách sử dụng bơ hiệu quả đó là cô bác có thể thêm bơ vào salad, ăn kèm với bánh mì ngũ cốc nguyên hạt hoặc là xay sinh tố cùng với chuối, cacao và bơ đậu phộng. Loại thực phẩm thứ hai đó là các loại rau họ cải. Các loại rau họ cải có chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng với các loại vitamin có lợi như là vitamin A, vitamin C và vitamin K, giúp giảm viêm, điều chỉnh mức đường huyết và tăng cường sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, rau họ cải còn có chứa các hợp chất có lưu huỳnh như là glucosinolate, một chất có đặc tính chống ung thư. Đối với nữ giới, các loại rau này có thể thúc đẩy sự cân bằng hormone estrogen, giúp cho phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh hoặc giảm triệu chứng kinh nguyệt khi đến kỳ. Với loại rau họ cải thì cô bác có thể sử dụng để chế biến các món luộc, xào hay là nấu canh. Cô bác lưu ý là không nấu quá chín để tránh làm mất đi dưỡng chất có trong rau nhé. Loại thực phẩm thứ ba đó là các loại rau lá xanh. Trên thực tế, nhiều loại rau họ cải cũng thuộc nhóm rau lá xanh và là những siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu. Có thể kể đến như bông cải xanh, rau diếp, cải xoăn, rau chân vịt. Các loại rau lá xanh là một nguồn cung cấp đa dạng các chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ, folate, canxi, magie, vitamin A và vitamin K. Đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh nở thì folate là một dưỡng chất vô cùng thiết yếu. Không chỉ là thực phẩm tốt cho phụ nữ mà các loại rau lá xanh nói chung là một thành phần không thể nào thiếu trong mọi chế độ ăn uống. Do đó, cô bác nên bổ sung hàng ngày để giúp cho chị em phụ nữ chúng mình nhận được nhiều lợi ích sức khỏe hơn. Cô bác có thể dùng rau lá xanh để chế biến theo nhiều phương pháp như là xào, luộc, nấu canh, làm salad, xay sinh tố hay là chiên với trứng cũng là những cách hiệu quả để tăng lượng rau trong thực đơn. Cô bác cần chú ý thay đổi các loại rau mỗi ngày để nhận đủ các dưỡng chất thiết yếu nhé. Loại thực phẩm thứ tư đó là quả óc chó. Quả óc chó đích thị là một trong những thực phẩm tốt cho phụ nữ bởi vì ngoài khả năng cải thiện sức khỏe của não bộ, còn có thể ngăn ngừa và cải thiện chứng trầm cảm, một tình trạng tâm lý xảy ra nhiều ở nữ giới, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai. Quả óc chó cũng giàu dinh dưỡng, cùng với một lượng chất béo tốt cho cơ thể, còn sở hữu lợi ích giúp kiểm soát cơn thèm ăn và tăng lượng lợi khuẩn có trong đường ruột, nên được dùng để ăn nhẹ hoặc là bổ sung vào các món ăn hàng ngày cho phái nữ. Cô bác có thể ăn trực tiếp quả óc chó hoặc là ăn cùng với sữa chua hay là rắc vào món salad cũng rất tuyệt vời đấy cô bác nhé. Loại thực phẩm thứ 5 đó là các loại quả mọng. Các loại quả mọng phổ biến bao gồm quả việt quất, mâm xôi, phúc bồn tử hay dâu tây. Ăn quả mọng vào các bữa chính hoặc là bữa phụ trong ngày đều đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của cô bác. Quả mọng là một trong những thực phẩm tốt cho phụ nữ bởi vì chúng rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin K, chất xơ và còn nhiều dưỡng chất khác nữa. Không chỉ có ích cho việc giảm cân, giảm viêm và duy trì nhiều chức năng trong cơ thể, quả mọng còn giúp bảo vệ cô bác khỏi bệnh ung thư vú.
cô bác có thể ăn quả mọng với các loại hạt, quả hạch và sữa chua để làm bữa sáng hoặc là bữa phụ trong ngày cô bác nhé. Tuy nhiên, cô bác cũng cần nhớ rằng bước vào độ tuổi 40 thì cơ thể của chúng ta có nhiều dấu hiệu giảm sút về sức khỏe. Bởi vậy, để có thể duy trì sức khỏe thì chị em phụ nữ cần phải có cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Và cụ thể, khi đến tuổi 40, cô bác nên tránh xa những loại thực phẩm sau đây. Thứ nhất là những loại đồ uống có đường. Những loại đồ uống có đường, dù đó là nước soda không đường, nước ép trái cây đóng hộp, là thứ mà cô bác cần đặc biệt tránh khi chúng ta đã đến tuổi 40. Theo các nghiên cứu, việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường sẽ rất dễ khiến cho cô bác đối mặt với bệnh tim và tăng cân mất kiểm soát. Bệnh tim cũng là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu cho phụ nữ trên 40 tuổi. Một nghiên cứu đã phát hiện những người thường xuyên uống một lon đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh gút cao hơn 75% so với những phụ nữ hiếm khi uống những loại đồ uống này. Việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường còn dẫn đến các bệnh khác như là bệnh tiểu đường type 2 hay là béo phì. Và lúc này thì việc giảm cân sẽ khó hơn nhiều khi mà chúng ta đã có tuổi. Thứ hai, đó là các loại thịt chế biến sẵn. Thịt chế biến sẵn cũng là một loại thực phẩm mà phụ nữ ở tuổi 40 nên tránh xa. Bởi vì những loại thịt này thường có chứa nitrat, có thể làm tăng nguy cơ ung thư và tăng huyết áp. Natri nitrat cũng là nguyên nhân gây ra stress, tăng oxy hóa, có thể làm hỏng collagen và elastin trong da của chúng ta. Thứ ba là các loại bánh ngọt. Bánh xốp nướng, bánh cupcake, bánh quy, bánh bông lan. Tất cả những món ăn này có chứa nhiều đường bổ sung, có thể có tác động khá mạnh đến quá trình lão hóa. Một nghiên cứu cho thấy rằng glucose và fructose có thể làm tổn hại đến collagen và elastin, hỗ trợ độ đàn hồi của da. Vì vậy mà tốt nhất, cô bác nên tránh những món nướng có thêm đường nếu chúng ta đang muốn giảm tốc độ xuất hiện nếp nhăn, cô bác nhé. Đây là những loại thực phẩm mà phụ nữ đến tuổi 40 nên tránh. Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa là người trẻ hơn thì được ăn thoải mái. Hãy chăm sóc cho bản thân đúng cách, càng sớm càng tốt, bằng cách là hạn chế tối đa và thay thế bằng những loại thực phẩm lành mạnh như là rau củ, quả và bổ sung nhiều vitamin tốt cho cơ thể của mình, cô bác nhé. Như vậy là trong video ngày hôm nay, tôi đã cùng với cô bác tìm hiểu về 3 loại thịt phụ nữ 40 tuổi nhất định không được bỏ qua. Đầu tiên, đó là các loại thịt cá, thịt hải sản. Loại thịt thứ hai, đó chính là thịt gà. Và loại thịt thứ ba, đó là thịt bò. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là việc ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.